Vâng. Hiện tại chúng tôi đang đứng ở sảnh khách sạn Vinh Plaza để đón tiếp khách. Đây là một trong những người đẹp của mặt tộc Nghệ An. Không phải người đẹp, người đẹp là con ẩn đó còn được chỗ hả? Đây là người xấu nhất từng đưa ra là mặt tiên. Đây là mặt tộc rất là đẹp. Chào cả nhà nha, xin chào cả nhà. Người quay phim vừa là MC và vừa là ca sĩ nổi tiếng của gốc mạng Hoa Trường. Và còn lên là YouTube và Facebook của Hoa Trường để được nghe những ca khúc mang âm hưởng rất cao của nghề. Nghe một lần thì sẽ không quên và muốn nghe mãi, miễn phí. Cảm ơn chị rất nhiều. Còn đây, đây là nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia Hoàng Thông. Phóng viên Hoàng Thông đấy cả nhà. Hiện tại Hoàng Thông đang là người con gốc Mạc, công tác ở đơn vị báo nông thôn quê hương ngày nay. Nếu ai có bài viết công tác thì hãy liên hệ với Hoàng Thông. Đây là chị Lê Hòa, Nguyễn Thị Hòa, chủ nhà hàng gà sạch Đốc Thiết, người có rất nhiều đóng góp cho mạc tộc Nghệ An. Ôi, phải giới thiệu nhiều quá. Đặc biệt chị là một trong những người đang còn theo cái đạo Phật và tiếp đi chị ơi. Mọi người chuẩn bị. Một trong những có con dấu rất là tấm huyệt đối với mạc tộc Nghệ An của chúng ta đấy ạ. Chị đã nói về tuổi tác thì có thể nói là chị là người không có tuổi. Dạ. Xin chào cả nhà nhá. Có thời gian em sẽ livestream chương trình đại hội cho cả nhà cùng xem. Em xin tạm dừng livestream này ạ. Chào tất cả mọi người.